Mỹ đang đẩy nhanh chương trình tiêm phòng COVID-19 và đã đạt tới mức kỷ lục 2.900.000 người được tiêm trong một ngày. Đây là con số được tiêm phòng riêng trong ngày thứ Bảy tuần trước và số người được tiêm trung bình mỗi ngày ở Mỹ hiện đã lên tới con số 2,2 triệu. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, 9,2% dân số nước này đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, trong khi đó 18% đã được tiêm mũi đầu tiên. Số ca nhiễm mới ở Mỹ đã giảm liên tiếp trong 8 tuần xuống trung bình 60.000 ca mỗi ngày. Trong khi đó, số ca tử vong tuần trước đã giảm 18% xuống còn 11.800, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11 năm 2020. Ngoài ra, sau một năm vật lộn với đại dịch, nước Mỹ lần đầu tiên cán mốc tích cực với số người được tiêm chủng đã vượt qua số người bị nhiễm COVID-19. Số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC ngày 8 tháng 3 năm 2021 ghi nhận 31 triệu người Mỹ đã được tiêm vaccine của một trong hai hãng Pfizer và Moderna. Cũng theo dự báo, số người Mỹ được tiêm chủng trong thời gian tới sẽ tăng rất nhanh với sự góp mặt của vaccine Johnson & Johnson. Tính tới thời điểm này, số người Mỹ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 là khoảng 28 triệu người. Tuy nhiên, trước các dấu hiệu tích cực này, các chuyên gia y tế vẫn cảnh báo về khả năng tái bùng phát khi một số biến thể mới của virus đã được phát hiện tại hầu hết các bang ở Mỹ. Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm ở Mỹ, đã kêu gọi các bang duy trì hầu hết các hạn chế cho tới khi số ca nhiễm mới giảm xuống dưới 10.000 ca mỗi ngày. Theo chỉ dẫn mới công bố của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, những người được tiêm đủ 2 mũi vaccine có thể tụ tập từng nhóm nhỏ trong nhà cùng với những người chưa được tiêm phòng mà không cần sử dụng khẩu trang. Tuy nhiên, những người này vẫn được khuyến cáo tránh di chuyển không cần thiết và sử dụng khẩu trang ở nơi công cộng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ tháng trước cho rằng, những người đã tiêm phòng có thể bỏ qua thời gian 14 ngày cách ly nếu không có triệu chứng sau khi tiếp xúc với người nhiễm bệnh.